Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay còn lốt một ít lô xác các loại thì em xà le lốt cho anh em. Chuẩn bị về lô hàng mới anh em nhé. Rất nhiều các loại xác anh em nhé. Cái dòng này đa số toàn sống nguồn lên mảng đó. Thì em để chia cho anh em cái giá như là giá xác thôi. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát nhé. Thì nát em sẽ quay các cái đời máy, thì anh em nào quan tâm cái dòng gì thì bấm vào link ghi giúp em cái tên đời máy với cái địa chỉ, tên đời máy với cái số điện thoại ở phía dưới mọi người nhé. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát, đợi em chút để em chia sẻ một chút nữa nhé. Rất nhiều các xác đa số toàn sống lên màn anh em nhé. Em xả lốt lô này em chuẩn bị về lô khác nha anh em nhé. Anh em đợi em chút nhé, em chia sẻ một phát. Anh em đi qua chia sẻ giúp em với nhá. Rất nhiều các dòng xác anh em ạ. Nhiều dòng đa số còn sống nguồn anh em nhá, có dòng liên màn anh em ạ. Đợi em chút em chia sẻ đi chút nữa nhá. Anh em đi qua chia sẻ với em phát nhá. Rất nhiều xác Nokia anh em nhé, rất nhiều xác các loại. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát nhé. Em chia sẻ một chút ạ. Hôm nay cả xác cả máy anh em nhé. Hôm nay em xả cả xác cả máy. Rất nhiều các máy anh em nhé. Em chuẩn bị về lô mới. Cả xác cả máy anh em nhé. Anh em nào cần tìm các cái dòng gì thì cứ nhắn ở dưới bình luận giúp em nhé. Mấy cả số điện thoại bên em sẽ liên hệ lại anh em nhé. Em chia sẻ đi một chút ạ. Vỏ 57 bên em hết rồi bác ơi. Bác Nhật Tâm ơi, vỏ 57 bên em tạm thời hết rồi nhé. Anh em ơi đi qua chia sẻ giúp em phát. Hôm nay xả cả xác cả máy anh em nhá. Cả xác cả máy đi ạ. Đợi chút em chia sẻ nhá. Em chia sẻ một chút đó. Xác này đa số sống nguồn anh em nhá. Rất nhiều dòng nó vẫn lên màn bình thường đấy anh em ạ. Chào 13 anh em đang xem nhé, anh em đi qua chia sẻ giúp em phát nhé. Ôi, em chia sẻ một lát thôi. Đây em lên tạm các cái dòng đời xác anh em nhé. Anh em nào cần cái dòng gì thì là nhắn cái tên đời máy với số điện thoại bên em alo lại anh em nhé. 6700 bên em hôm nay tạm hết rồi ạ. Các dòng này đa số toàn sống nguồn lên màn anh em nhé. 6070 này. Các cái dòng này anh em nào lấy số lượng thì là Zalo cho em 0966432433 nhé. Lấy số lượng giá cực là tốt anh em nhé. L70 anh em nhé. L70, L72 lên sống nguồn lên màn vẫn có rất nhiều anh em nhé. L70, L72 sống nguồn lên màn có rất nhiều được.
Anh em nào cần cái dòng gì thì ghi tên đời máy với lại cái số điện thoại ở phía dưới giúp em nhé, phía dưới bình luận ấy thì bên em sẽ alo lại anh em nhé. Hôm trước anh em để lại nhưng mà thiếu số điện thoại nên ra là bên em rất là khó liên lạc. Sáu năm anh em nhá, 6500 này, 6500S. Anh em nào cần cái mẫu gì thì nhắn dưới bình luận giúp em nhé. Máy này lên nguồn anh em nhé, lên nguồn lên màn nhé. Nokia lên nguồn lên màn này. Sáu sáu tám một có nhá bác nhá. Dạ. Con đang bận tí. Tí con tìm cho con đang bận chút. Anh em đợi em chút nhé. Chín năm L95 hay là con gì bác ơi? L95 hay 9500 ở 9500 bên em hết rồi nhá, còn L95 bên em có rất nhiều nhá. L95 cả 2 GB lẫn cả 8 GB anh em nhá. Cả 2 GB lẫn 8 GB. Samsung nằm ngang á bác, Samsung nằm ngang. Anh em nào có tên đời máy không nhỉ? Có tên đời máy mới để số điện thoại ở phía dưới ấy. Bên em liên hệ nó mới dễ. 6100 có máy nhá bác nhá. L95 có nhiều nhá bác Trần Thái nhá. Samsung màu xám mà bác. 6100 có nhiều bác ơi, 6100 có máy nhiều nhá. 6100 có máy nhiều. Anh em nào lấy máy thì cũng Zalo em số 0966432433 nhá. Máy bên em cũng có rất nhiều anh em nhá. LG KE790 có bác ơi. Em nhớ như có con LG ấy. Tám sáu không không lô này em hết rồi, 86000, 8600 máy thì lô này tám hết rồi. Tầm 10 hôm nữa thì nó về lô khác bác nhé, về lô máy khác. KE790, KE790 em xem nào. Anh em mới đi qua chia sẻ giúp em phát. Rất nhiều xác các dòng nhé. Sáu sáu không y đây sếp ơi. L96 có nhá bác Dũng Suzuki nhá. Anh em cần cái dòng gì thì để lại giúp em cái tên đời máy với số điện thoại ở phía dưới nhá anh em nhá. Thì bên em alo cho nó nhanh cho nó dễ anh em nhá. Để lại giúp em cái số điện thoại với lại cái tên đời máy ở phía dưới nhá. Sáu sáu không y có nhá sếp nhá, L96 có, L81 anh em nhá. L81 có nhá anh em nhá. Đa số sống nguồn anh em nhá, đa số sống nguồn. Rất nhiều dòng nó vẫn còn màn anh em nhá. Anh em nào lấy số lượng từ 5 cái thì sẽ có giá tốt anh em nhá. Lấy số lượng từ 5 cái. Từ 5 cái thì Zalo em số 0966432433 nhé. Xác 6600 các bác, xác 6600 nếu mà như bình thường thì nó chỉ có hàng lên màn thì nó rơi tầm trăm đến trăm rưỡi anh em nhé. Còn anh em nếu mà lấy từ 5 cây trở lên thì Zalo em số 0966432433 nhé. Sẽ có giá tốt hơn rất nhiều nhé. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt anh em nhé. Rất nhiều các mẫu điện.
Anh em có thể gộp các cái đời máy vào với nhau nhá. Đợi chút em trả lời tin nhắn phát. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát. Ok bác Sa Hùng nhá, có gì bên em sẽ alo bác. Bác Nguyễn Xanh Xác 6600, bác Dũng Suzuki 96 và Hải Thương 6600Y. Anh em nào cần xác thì cần xác gì thì nhắn hộ em cái tên 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 xác máy đấy, tên xác máy đấy mẹ nè, cái số điện thoại nhá. Logia nắp bật ở vặn, Logia nắp bật có nhiều không nhá. Có con này nhìn nó lạ lắm này anh em này. Em vừa để bắt đầu đèn anh em. N93AL73 có nhiều bác nhá. Chào 38 anh em nhá. Anh em ơi đi qua chia sẻ giúp em phát. Logia cực kỳ lạ luôn anh em nhá. Nhìn rất nhỏ gọn. Bác Nguyễn Xanh để lại giúp em số điện thoại nhá. Để lại giúp em số điện thoại thì bên em alo nó sẽ dễ anh nhá. Sang L85 lô này hết, tạm thời hết rồi bác Hải Thương ơi. Anh em mới đi qua chia sẻ giúp em phát nhá. Anh em lấy từ 5 cây thì giá cực kỳ tốt nhá. Lấy từ 5 cây Zalo em 0966432433 nhá. Giá cực kỳ tốt đi ạ. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt anh em nhé. Anh em cứ nhắn tên xác xác anh em cần ở đây nhé. Với lại cả cái số điện thoại thì bên em sẽ alo anh em. Và rất nhiều các máy anh em nhé. Rất nhiều các dòng máy anh em nhé. Kể cả zin cũng có nhé. Zin cũng có mà hàng thượng cũng có. Anh em nào làm số lượng cứ Zalo em số 0966432433 nhé. Rất nhiều các dòng đi ạ. Logia lạ. Ok bác Hải Thương nhé. Inbox em riêng đi. 3100 anh em nhá. Hàng nhỏ gọn cực kỳ đẹp luôn. Cả xác cả máy anh em nhá. Anh em nào cần cái dòng thì gì làm số lượng thì cứ Zalo em nhá. Máy cực kỳ đẹp anh em nhá. Cả 311 à 3310 zin này. 6230Y anh em nhá. Em xả lô hàng này để em sắp về lô mới anh em nhá. Máy cực kỳ đẹp anh em nhá. Lấy số lượng giá cực kỳ tốt ạ. Lấy số lượng giá cực kỳ tốt anh em nhá. Rất nhiều các mẫu được. 6500C anh em nhá. Cả xác cả máy anh em nào làm số lượng thì cứ Zalo em nhá. Máy cực kỳ đẹp anh em nhá. Rất nhiều số lượng luôn. Hàng em về liên tục nhá. Anh em nào làm số lượng thì cứ Zalo em nhé, có giá cực kỳ tốt được. Anh em thông cảm nhá, em đang live nên là lát em sẽ alo lại anh em nhá. Anh em nào vừa gọi thì thông cảm em chút nhé. 65 anh em nhá, 65667062 30 y 61. Nói chung rất nhiều các dòng Logia, hàng số lượng anh em nhá. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát nhá. Cả xác cả các dòng máy anh em nhá. Bác Hồng Quân giết em. Rồi lát em sẽ alo bác nhá. Lát hoặc sáng mai em sẽ alo bác. Hoặc là em Zalo của bác số đấy đi ạ. Anh em Zalo của em số 0966432433 nhé. Ở L73 bác, L73 thì nó tầm 100.000 một cây nhé. 100.000 một cây. Vẫn lên màn bác nhé. Vẫn lên màn. Anh em nào lấy số lượng từ 5 cây Zalo em 0966432433 nhé. Có giá cực kỳ tốt đi ạ. Anh em để lại số điện thoại phía dưới nhé. Lấy số lượng để lại... Để lại số điện thoại phía dưới. L70 lên nguồn sống màn cũng có rất nhiều anh em nhé.
N70, L72. N70, L72. Sống nguồn lên màn rất nhiều. Xác 6600. Anh em lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt luôn. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ là tốt. Hàng em về liên tục anh em nhá, 6230i này. Cả hàng xác cả hàng mới anh em nhá. 6263 là máy gì nhỉ bác nhỉ? Bác Mai Tự Thành nhỉ. 6263 lạ nhỉ. Em làm nhiều em chưa nghe thấy tên cái dòng này. Cái dòng này đa số toàn sống nguồn liên màn anh em nhá. Nó chỉ mấy chục một cây thôi. Sống nguồn liên màn chỉ mấy chục cây. Nhiều cây vẫn dùng bình thường anh em nhá. Anh em nào mà cái hàng này số lượng nhiều thì cứ Zalo em nhé. Máy màu vàng có bàn phím đen ở dưới. Máy gì nhỉ bác Hải Thương nhỉ? Anh em ơi đi qua chia sẻ giúp em phát. Nắp gập mà bác, nắp gập nó rất là nhiều loại. Hay em cứ quay từng từng máy nhá anh em nhá. Bởi vì nó rất nhiều loại, đâm ra em cũng không biết là cái hàng nào anh em cần. Thì em cứ quay từng loại xong là nếu mà chẳng hạn anh em xem cái dòng gì anh em có thể. Chào sếp Nguyễn Cường nha. Lâu lắm mới thấy sếp. Samsung có cổ có nhiều mà. Dưới cái 6680 này. Đây 6680 đấy. 6680 nằm rồi có cây nào ấy nhỉ anh nhỉ? Em quay từng loạt nhé anh em nhé. Quay từng loạt cho dễ nhé. Xong là anh em nào cần cái dòng gì thì cứ một là có thể để lại cái tên đời máy hoặc là hai là chụp ảnh màn hình xong gửi gửi qua cái Messenger cho em nhé. Ok anh em nhé. Ok bác Nguyễn Xanh nhá. Bác Hải Thương ơi, cái dưới cái 6680 là cây nào nhỉ? Hay em quay từng các cái dòng máy anh em nhỉ? Mới để xuống rồi bác Mai Tự, bác Mai Thành Tự. Bởi vì nó phát video này nó sẽ chậm hơn so với đường truyền của anh em đấy, nên là nhiều khi là bỏ xuống rồi mà lại không biết nó là cây gì. Em cứ quay các đời máy mấy tên của các đời máy anh em nhé. Sáu sáu không không có nhiều bác Đầu Quốc Thái nhé. Anh em để lại số điện thoại giúp em nhé. Thì mai em sẽ alo một loạt cho nó dễ, cho nó nhanh. Thì anh em cần xác cái dòng gì thì là giờ em sẽ soạn hàng nó nhanh thôi. Ba bàn phím mà bạn. Cái vừa cầm lên như 9300 ấy. Máy gì nhỉ? Nó rất là nhiều loạn hết cả máy. Em cứ quay hết các từng loạt anh em nhá. Hoặc là anh em nào cần cái dòng xác gì thì nhắn dưới cái bình luận nhá. Nhắn dưới bình luận em sẽ tìm đúng cái xác đấy. Em sẽ tìm đúng cái xác đấy xong lại em quay lên đây cho anh em. Như thế thì cho nó dễ chứ bởi vì là 7270 á, 7270 có nhiều bác nhá. 7270 có nhiều nhưng mà đa số nó chỉ tương đối thôi bác ạ. Em còn một lô nữa một ít. 7270. Bác Cường Mobi để lại giúp em số điện thoại nhá. Để lại giúp em số điện thoại. Một là em sẽ ADD Zalo của bác, hai là em sẽ alo trực tiếp bác. Em sẽ gửi hình ảnh thì nó dễ hơn. Anh em ghi giúp em cái tên đời máy anh em cần cùng với lại cái số điện thoại nhé. Thì bên em sẽ alo trực tiếp cho dễ. 7270 đi bác nhá. Anh em ơi, có cái đường link ở phía dưới đấy. Có cái đường link ở phía dưới anh em bấm vào đấy nhá. Bấm vào đó thì khi nào chẳng hạn có những cái hàng gì mới thì em sẽ thông báo với anh em qua cái đường link đấy. Rồi cảm ơn bác Đầu Quốc Thái nha, cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em nha. Anh em chia sẻ giúp em phát. 7270 đây anh em nhá. 7270 đấy.
À, anh em ơi, ít nữa em sẽ nhiều khi em sẽ up trực tiếp các thứ lên trên kênh YouTube mọi người nhé. Em up trực tiếp lên kênh YouTube. Thì anh em nào ít nữa anh em nào nếu mà quan tâm thì là qua YouTube mọi người nhé. Qua kênh YouTube mọi người nhé. Anh em lên YouTube gõ chữ Tuân Hưng Yên là sẽ ra cái kênh của em nhé. Em sẽ update liên tục mọi thứ ở trên đó. Hai con nắp gập hướng 6 giờ. 8800 có của Alakin với lại của Sirocco anh em nhé. Băng mai thành tựu hai con nắp gập hướng 6 giờ. Lắp gập máy nào nhỉ bạn? 6 giờ đây. Hai con máy này bác. E7 có nhá bác, Hồng Quân GSM nhá. Có một cây đẹp mà nó bị mỗi cảm ứng nó pin cực kỳ bền luôn, còn đây hình thức đẹp bác nhá. Bác để lại giúp em số điện thoại ở phía dưới nhá. L70 có nhiều nha bác nhá. Bác không có lần thứ hai nhá. Anh em bấm một cái đường link ở phía dưới bên em có gửi đó. Bấm một cái đường link phía dưới, khi nào có những cái hàng mới thì em sẽ thông báo với anh em qua đấy anh em nhé. L70 sống nguồn lên màn có bác nhé. L70 sống nguồn lên màn có. Bác để lại giúp em số điện thoại nhé bác, không có lần thứ hai nhé. Có cây vỏ gỗ nhé bác nhé, bác Tú Anh Nguyễn nhé. Rất nhiều các máy, không biết anh em thích các cái dòng gì. Có cả các dòng máy mới anh em nhé. 6700 nô này em chưa về anh ơi. Tầm một tuần nữa hoặc tầm 10 ngày, 1 tuần đến 10 ngày nô nó đang về nhé. Nô máy mới đang về anh em nhé. Không biết con này là máy gì. Vỏ gỗ anh em ơi. Hai cây vỏ gỗ anh em nào cần inbox em nhé. Hai cây vỏ gỗ nhé, 200.000. Cây này vẫn sống anh em nhé, sống lên màn trùng y mây luôn, 110i. Hai cây vỏ gỗ anh em nào chốt thì để lại giúp em số điện thoại nhé. Để lại giúp em số điện thoại cộng với hai cây vỏ gỗ. 200k anh em nhé. Em bỏ qua hai cây này anh em nhé. E6 vẫn lên màn đẹp anh em nhé. E6 vẫn lên màn đẹp. E5 nữa nhé. E6, E5. Anh em nào làm cái cặp này thì để lại số điện thoại giúp em nhé. E6 và E5. Em quay từng loạt các máy anh em nhé. Như vậy cho nó dễ. Hoặc là anh em nào cần cái dòng máy gì thì là cứ để lại bình luận phía dưới nhé. Để lại bình luận phía dưới số kèm số điện thoại. Thì bên em sẽ alo anh em cho dễ. Xác 6 béo anh em nhé. 6 béo có rất nhiều được. 6 béo có rất nhiều nhé. 6600. 6600 có rất nhiều anh em nhé. Anh em lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt nhé. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt. Dòng nắp trượt mới này nắp gấp cũng có rất nhiều anh em nhé. Nắp trượt nắp gấp cũng rất nhiều nha. 6288 anh em nhé. 6288 này. Có rất nhiều luôn. Tất cả các dòng này đa số toàn sống nguồn anh em nhé. Đa số toàn sống nguồn. Anh em bấm cái đường link phía dưới nhé. Thì khi nào có những cái hàng gì mới về em sẽ gửi thông báo cho anh em qua đấy nhé. 6288 anh em nào làm thì Zalo em nhé. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt luôn. Zalo em 0966432433 nhé. Đợi chút, đợi chút. Con đi xuống lấy quần dưới nhà. Bố đang bận tí nhé. Bố lấy quần xuống bảo bà thay cho nhé. Anh em ơi đợi em chút nhé. Xuống bảo bà tìm nó rồi. Mẹ mày đâu?
kia. Ở dưới kia thì đi xuống cầm mẹ thầy đi. Mẹ đi xuống đi. Còn cái thầy. Đi xuống nhanh, bố đang bận nhé. Bố xin lỗi anh em nhé, em vừa bận chút. Anten có nhá bác Võ Thành nhá. Xác hay máy bác ơi? Xác thì có nhiều bác nhá. Máy thì bên em hiện tại cái dòng có dâu thì chỉ có cái dòng lắp gập thôi. Lắp gập có dâu thì bên em có nhá. 66806681 sống nguồn lên màn có nhiều anh em nhá. 66806681 lên nguồn sống màn có nhiều, anh em nào cần thì để lại giúp em cái số điện thoại mấy cái tên đời máy xuống dưới nhá, thì bên em sẽ alo anh em. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt anh em nhé. 6233 cực kỳ nhiều bác nhé. Bác Phi Phi KT nhé. 6233 cả máy sống nguồn có nhé. Xác sống nguồn lên màn. Và kể cả máy dùng bình thường bên em cũng có nhé. Bác Phi KT để lại giúp em số điện thoại nhé. Thì bên em sẽ Zalo bác. Hoặc là em sẽ alo bác cho nên dễ. Các dòng lắp trượt có nhiều anh em nhé. Máy bác Võ Thành. Máy dòng dâu thì hiện tại bên em chỉ có cái dòng lắp gập dùng bình thường thôi. Còn cái dòng máy đứng một thân thì bên em tạm thời hết rồi. N97 có nhé bác Trần Minh Hoàng nhé. N97 có đấy. Có xác nhé bác nhé. Bác để lại giúp em số điện thoại phía dưới nhé. Để lại giúp em số điện thoại phía dưới. Anh em bấm cái đường link phía dưới nhé. Bấm vào đường link phía dưới. Thì khi nào có các cái dòng máy mới thì bên em sẽ thông báo gửi đến anh em nhé. Sáu hai một không có nhiều anh em nhé. Anh em nào cứ lấy từ 5 cây ấy, lấy từ 5 cây Zalo em 0966432 nhé. 432433. Có giá cực kỳ tốt nhé. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt luôn. 6020 anh em nhé. Sáu sáu không không nó có nhiều loại bác nhé. Sống nguồn lên màn với lại cả sống nguồn hư màn. Để lại giúp em số điện thoại nhé, em sẽ alo bác cho nó dễ. 6600 máy dùng bình thường bên em cũng có nhé. Bác Trần Minh Hoàng xem L97. L97 thì ở dưới nhà mất rồi. Bác để lại giúp em số điện thoại đi, mai em sẽ gửi qua bác qua Zalo hoặc Messenger nhé. Dòng 53 rất nhiều anh em nhé. Dòng 5300 này. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát nhé. V3, V8 có nhiều anh em nhé. V3, V8 có nhiều được. V3, V8 có nhiều anh em nhé. Em xả lốt lô này, mấy hôm nữa em lại về lô khác anh em nhé. Giá cực kỳ tốt đấy ạ. 6070. Hàng này đa số ấy anh em nhá. Đa số sống nguồn lên màn. Nó chỉ mấy chục thôi. Anh em là lấy số lượng nó chỉ mấy chục nha anh em nhá. Bác Trần Kiệt à, Zalo em 0966432433 nhé. Zalo em 0966432433. Anh em ADD vào nhé. Thì hàng em sẽ up lên đó, với lại em sẽ báo giá anh em về liên tục nhé. 6070 anh em ơi, 6070. Máy còn dùng 6230 hả bác? Bác Đoàn Nguyễn. 6230 có nhiều bác nhá, cả xác cả máy anh em nhé. 6230 cả xác cả máy. Cả xác cả máy anh em nhá. Máy xài bình thường anh em nhá, máy cực kỳ đẹp đấy ạ. Cực
cực kỳ đẹp anh em nhá. Anh em nào làm sỉ thì Zalo em nhá, giá cực kỳ tốt điệu. Rất nhiều các dòng máy anh em nhá, cả xác cả máy nhá, bên em đổ buôn cả xác cả máy nhá. 6070 bác, 6070 có rất nhiều bác nhá, đa số toàn sống nguồn lên màn. Anh em lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt nhá, lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt. Bác Trần Công để lại giúp em số điện thoại nhá, anh em để lại giúp em số điện thoại, hoặc là anh em ADD Zalo em 0966432433 nhá. 6070 cực kỳ đẹp đi ạ. 6310Y có nhá bác nhá, bác Võ Thành nhá. Zalo em là 0966432433 anh em nhá. Hoặc anh em có thể lên lên trên YouTube anh em gõ chữ Tuân Hưng Yên nhá. Bên em cập nhật các cái dòng máy liên tục ở bên đó nhá. Ok bác Trần Công nhá, có gì em sẽ liên hệ bác. Anh em cứ để lại số điện thoại nhé, để lại số điện thoại dưới bình luận thì bên em sẽ alo anh em cho nó nhanh. Sáu hai ba ba có rất nhiều anh em nhé, cả máy dùng bình thường cả máy xác sống lên nguồn có hết nhé. Còn lốt lô xác em xả lốt nhé, xả lốt giá cực kỳ tốt. Rồi ok anh em, chào anh em nhá. Anh em cứ để lại số điện thoại đi, bên em sẽ alo anh em, hoặc là em sẽ Zalo anh em cho nó nhanh. Ok bác Trần Công nhá, ok bác Công Giang nhá. Bác Lê Hưng, V3i Nguyên Zin. V3i Nguyên Zin bên em hiện tại không có nhá. Có xác có nhá bác nhá, hàng này bên em chưa dọn được. V3 thường. Máy rất là đẹp. V9 có máy đẹp bác nhá, V9 có máy đẹp. V9 có máy nhá, V9 V8 có nhá. V9 V8 có nhá bác nhá. Bác Lanh Trần để lại giúp em số điện thoại nhá. Máy xài có đấy bác. Bác Phi KT 5 cây để lại giúp em số điện thoại đi, em sẽ báo giá bác nhá. Giá cực kỳ tốt luôn. Anh em nào làm sỉ số lượng thì cứ Zalo số của em nhá. 0966432433. Hàng em về liên tục anh em nhá, về liên tục số lượng nhiều luôn. Anh em làm sỉ cứ Zalo em 0966432433. V9 á, V9 bên em hiện tại đang chia cho anh em là 550.000 anh nhá. Máy pin và tặng kèm dây USB. Bác Lê Văn Hưng quan tâm V9 để lại giúp em số điện thoại nhé. V9 có nha bác nhé. V9, V8 có. V9, V8 có. Anh em nào làm số lượng để lại giúp em số điện thoại nhé. Để lại giúp em số điện thoại hoặc ADD Zalo em 0966432433 nhé. Hàng em về liên tục luôn, cả xác cả máy anh em nhé. Cả xác cả máy. Em nói qua xác lát, em nói qua máy sau. E5 anh em nhá, nguyên cả cây luôn. Anh em nó lấy từ 5 cây giá cực kỳ thấp luôn. Sáu không bảy không. Màn trùng với lại 8910Y anh em nhá. 6170. Ô, bùng cái đâu. Bùng cả mặt trước. Bác Tuấn Long 3250 thì lô này hiện tại bên em bán hết rồi, hôm trước có mấy cây bên em bán hết rồi. Bác đợi mấy hôm nữa có lô khác về nhé, để lại giúp em số điện thoại nhé. L79 nữa bác, L79 làm gì có nhá bác nhờ. L79 bên em bán rồi. L3250 hiện tại lô này hết rồi bác nhá. L3250 hiện tại lô này hết rồi, E71 anh em nhá. Ok bác Lanh Trần nha, để lại giúp em số điện thoại thì em sẽ alo anh em cho nó dễ. Anh em bấm một cái link nhá, bên em có gửi một cái link đó, anh em bấm một cái link đấy nhá, thì khi nào có cái hàng gì mới về thì bên em sẽ gửi tin nhắn thông báo đến anh em nhá. Bên em sẽ cập nhật liên tục các cái
các cái thông báo mới qua cái link đấy mọi người nhé. Thì anh em bấm vào cái link đó xong là để lại giúp em số điện thoại đó cũng được. Bác Nguyễn Dũng 8910 có bác nhé, 8910 có bác nhé, máy xài bình thường có đấy bác ạ, cả 8910i nhé. Ra kia chơi đi, bố bảo em tí nhé. Đi, cha mẹ đi. Ok bác Trần Trường Trần Ngọc nhá, bác Nguyễn Dũng nhá. Anh em cứ để lại số điện thoại nhá. Để lại giúp em cái số điện thoại cùng với lại cái tên đời máy anh em cần nhá. Thì là bên em alo nó sẽ dễ hơn. Sorry gì nhỉ bác Nai Đoàn kìa. Tám chín một không mà bác, 8910 thì bên em đang bán là 2,3 triệu bác nhá, 8910 2,3 triệu, máy pin sạc bên em tặng kèm cả cái đốc nhá, tặng kèm cả đốc sạc nhá bác nhá, máy pin sạc tặng kèm cả đốc sạc. Ok bác Lanh Trần nhá, anh em ơi cứ có gì cứ nhắn em nhá, nhắn em nát em like xong thì em sẽ trả lời anh em. Anh em thông cảm nha, bởi vì em đang lấy chút, em đang bận chút. Xong là lát em sẽ alo anh em sau. Lát em sẽ trả lời tin nhắn anh em sau nhá. Anh em nào cứ Zalo số 0966432433 nhá. Hàng rất nhiều cả xác cả máy anh em nhá. Ok bác Nguyễn Dũng nhá. Em sẽ alo bác. Xác các loại anh em nhá. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt luôn. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt. Anh em cứ ghi tên đời máy với số điện thoại nhá, bên em sẽ alo anh em nhá. Con trắng bên kia là con gì? Con trắng nào nhỉ bác nhỉ? Trắng này nhỉ bác hay trắng gì nhỉ? 6233 đẹp không anh em? Cực kỳ đẹp luôn. Xem máy đẹp đi anh. Máy gì nhỉ bác nhỉ? À máy đẹp bác, máy đây bác ơi. Máy các dòng anh em nhá. 6670 này. Rất nhiều các mẫu anh em nhá. Anh em làm xỉ thì Zalo em nhá, 0966432433. Cả máy mới cả máy xác anh em nhá, cả pin các loại nhá. Pin máy cổ các loại, nói chung là các cái vấn đề liên quan đến điện thoại cổ thì anh em nào làm số lượng thì cứ Zalo em nhá. Em quay qua một loạt các xác anh em nhá. Anh em nào cần cái dòng gì thì cứ để lại giúp em cái tên đời máy cộng với số điện thoại nhá. Thì em sẽ alo trực tiếp anh em cho nhanh. E72 anh em nhá. E71, E72 nhá. E71, E72. Anh em bấm vào cái đường link bên em gửi nhá. Thì khi nào có những cái đời máy hoặc là máy hàng về thì bên em sẽ thông báo anh em qua đấy nhá. Hoặc là anh em lên trên kênh YouTube nó gõ chữ Tuân Hưng Yên nhé, đăng ký kênh giúp em phát, thì khi nào em ít nữa em sẽ chuyển qua em bán hàng trên đấy nhé, like trực tiếp trên đó các sản phẩm trên đó anh em nhé, rất nhiều các dòng. Đa số các xác, rất nhiều xác là vẫn sống nguồn lên màn bình thường anh em nhé, sống nguồn lên màn. Anh em cứ lấy từ 5 cây giá cực kỳ là tốt luôn nhé. Em xả lô này mấy hôm nữa em lại về lô mới rồi. Hàng về liên tục số lượng anh em nhé. Đây LG đây bác ơi, lúc đây bác nào hỏi LG đây. LG chuột đây, cây này cực kỳ là ngày trước cực kỳ hot đây. Con này nhờ KE790 970 KE970. Máy gập máy trượt các loại anh em nhá. Máy gập máy trượt các loại. Anh em cứ lấy từ 5 cây giá cực kỳ là tốt. Zalo em số 0966432433 nhá. Cả BlackBerry anh em nhá, cả BlackBerry. Sony và Nokia. Cả V2 anh em nhá, cả V2 luôn. Lô xác này còn lốt một lô. Em xả lốt để mấy hôm nay em về lô mới nhé. Anh em nào làm cả xác cả máy mới thì cứ Zalo em nhé.
hoặc là qua YouTube nhá anh em nhá, qua YouTube gõ Tuân Hưng Yên nhá là ra kênh của em nhá. Đăng ký ủng hộ em phát thì nữa em sẽ chuyển qua bên YouTube mọi người nhá. 3120 máy cực kỳ là hay luôn. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt anh em nhá, giá cực kỳ tốt luôn. Anh em nào làm được cái số lượng các cái dòng này lâu dài thì nó cứ Zalo em. Hàng em về liên tục nhá. Giá cực kỳ tốt. Đây cả 3120 này. V3, V8, V9 có nhiều anh em nhá. V3, V8, V9. V3, V8, V9 có nhiều nhá. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt anh em nhá. Sáu sáu bảy không có số lượng nhiều nhá, hàng dùng bình thường em cũng có anh em nhé. E71 6670. Đó, anh em nào làm cái dòng gì thì cứ để lại giúp em cái tên đời máy và số điện thoại, bên em sẽ alo anh em nhé. V8, V9 có anh em nhá. V8, V9, V3. Em qua một lượt sát lát em qua cái hàng máy nha anh em nhá. Đen quy CMN. Bác 39 nhỉ bác. 6233 vỏ xanh. Hello. Có vỏ xanh bác ơi. Nhưng mà vỏ đa số toàn vỏ nó tạm ổn thôi nhá. Tạm ổn thôi, bởi vì là thực chất ra cái hàng của em nó sẽ va chạm đấy, hàng va chạm đâm ra hình thức nó sẽ không được đẹp đâu, nó chỉ tương đối thôi bác nhé. Bác để lại giúp em số điện thoại nhé, để lại giúp em số điện thoại và cái tên là 6233 xanh nhé, thì bên em sẽ tìm, bên em sẽ gửi hình ảnh qua đó cho bác. Còn là ADD em Zalo 0966432433 nhé. Lá nhỏ C5 anh em nhá. Anh em cứ lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt. Các cái dòng này đa số toàn sống nguồn liên màn anh em nhá. Cả C5. Cả nguyên cây. Sống nguồn liên màn anh em nhá. Ok bác Bá Chính nhá, bên em sẽ liên hệ lại. Để lại giúp em cả tên đấy nhá. Số điện thoại kèm với lại cái đời máy nhá. Nhiều khi tin nhắn nó trôi là bên em chưa kiểm tra được. C5 anh em nhá. Anh em nào lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt nhá. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt. Em quay một loạt các cái dòng xác nhá. 7270 anh em ơi. Lúc nãy bác nào hỏi 7270 đấy. 7270 đấy. 7270. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát nhá. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt anh em nhá. Zalo 0966432433. Em có để cái đường link phía dưới nhá, anh em bấm vào đó nhá. Anh em bấm vào đó, khi nào có cái hàng mới hoặc gì bên em sẽ thông báo gửi đến anh em nhá. Ok bác Bá Chính nhá. Bên em sẽ alo bác. Rất nhiều có dòng Nokia mọi người nhá. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát nhá. Zalo em 0966432433 nhé. Hoặc là lên YouTube có chữ Tuân Hưng Yên mọi người nhé. Kênh đó em sẽ cập nhật liên tục các máy các thứ đấy. 6700 mọi người nhé. Anh em lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt nhé. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt. Zalo em 0966432433 nhé. Các dòng này đa số sống nguồn liên màn anh em nhé. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt đấy. Anh em thông cảm nhé, em đang like, có gì anh em cứ để lại tin nhắn phía dưới nhé. Lát em like xong em sẽ alo anh em nhé. Bảy hai năm không y và 7210 anh em nhá. Lấy số lượng từ 5 cây giá cực kỳ là tốt anh em nhá.
Con này bị vỡ mất cái nắm lưng phím ạ. Sony mọi người nhé, Sony cực kỳ đẹp. Anh em bấm một cái đường link phía dưới nhé. Bấm một cái đường link phía dưới em có gửi đó. Bên em có gửi cái đường link thì anh em bấm vào đấy nhé. Thì khi nào có cái hàng gì mới nhất về hoặc là các cái hàng gì em cập nhật thì em sẽ gửi thông báo đến anh em qua đấy nhé anh em nhé. Sony K810. Bác Trường Trần Ngọc. Sony bác. Cái cây vừa xong rồi bác. Anh em thông cảm nhá, em đang live em chưa alo được anh em nhá. Có gì nát em sẽ trả lời anh em. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát nhé. Rất nhiều các dòng nạ đây anh em nhá. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt anh em nhá, lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt. Zalo em 0966432433 nhá. Zalo 0966432433. Anh em lấy từ 5 cây cứ ghi hộ giúp em là cái tên đời máy này cộng với cái số điện thoại nhá. Thì sẽ có giá cực kỳ tốt. Hoặc là anh em qua YouTube mọi người nhá, qua kênh YouTube Gõ Tuấn Hưng Yên nhá. Đăng ký giúp em cái kênh này phát. Ít nữa em sẽ chuyển các cái máy móc qua qua vấn đề qua bên đấy nhá. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Anh em mới đi qua chia sẻ giúp em phát. 6060 anh em nhá. Dòng này đa số sống nguồn liên màn anh em nhá. Lấy từ 5 cây các loại giá cực kỳ tốt anh em nhá. Ghi giúp em mã 5 cây máy anh em cần kèm với số điện thoại nhá. Em để cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Em sắp về lô mới, lô này em xả hàng anh em nhá. Nên giá cực kỳ tốt luôn. Ghi giúp em 5 Anh em thông cảm nhé, em đang live hiện tại em chưa nghe được nhé. Lát em sẽ liên hệ anh em nhé. Đa số Nokia mọi người nhé, em làm chuyên đa số Nokia. Em lên cái dòng xác trước nhé, lên dòng xác trước lát em sẽ lên các dòng máy. Dòng lắp trượt anh em nhé, 6500S6288 nhé. Sáu một không không có bác ơi, 6100 có. Em like cả, đang like cả trên YouTube mọi người nhé. Like cả trên YouTube. Tí nữa em sẽ chuyển qua like trên YouTube mọi người nhé. Anh em qua qua kênh YouTube Gõ Chữ Tuấn Hưng Yên nhé. Đăng ký kênh ủng hộ em phát nhé. Tí nữa em sẽ like trên đó. 5610 anh em ơi, 5610 này. 5610 nhé. Rất nhiều các mẫu anh em nhá. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt luôn. Lô này em đang xả hàng mọi người nhá. Mấy hôm nữa em lại về lô mới cực kỳ nhiều luôn. Anh em bấm vào cái đường link phía dưới nhá. Bấm giúp em vào cái đường link phía dưới. Thì em sẽ có hàng mới về em sẽ thông báo anh em qua cái đường link đấy nhá. Có hàng mới phát hoặc là có cái hàng gì em sẽ bấm em sẽ gửi thông báo anh em qua cái đường link đấy. Thì anh em bấm cái đường link đấy nhé. Bác Hoàng Đăng Mobiado. Mobiado hôm trước có 2 cây em bán mất rồi. Mobiado hiện tại có 2 cây vỏ gỗ bác nhé. Có 2 cây vỏ gỗ lúc ban đầu like em có nói đó. Thì bác xem lại giúp em cái đầu like nhé. Giờ không biết em lại vứt đâu rồi. Zalo em 0966432433 anh em nhé. Zalo em 0966432433. Ghi giúp em 5 tên đời máy anh em cần nha. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ thấp anh em nha. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ thấp. Lô này em đang xả hàng nha.
Mấy hôm nữa em lại về lô mới anh em nhá. 7270 cực kỳ đẹp anh em ạ. 7270 cực kỳ đẹp. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt anh em nhá. Chào bác Toàn Nguyễn nha, 3250 lô này em hết rồi, có mấy cây em bán rồi. 6131 anh em nhá. 6233 trắng. Có 6233 trắng bác nhá. Hôm nay em lại vứt đâu rồi. Bác Trần Nhật Quang để lại giúp em số điện thoại đi. Để lại giúp em số điện thoại kèm với 6233 trắng nha bác nhá. Thì bên em sẽ alo bác cho nó dễ. Để lại giúp em số điện thoại kèm với 6233 trắng bác nhá. Thì bên em alo bác nó dễ. Bởi vì nhiều anh em để lại số điện thoại mà cả cái tên đời máy. À đây 6233 trắng đây rồi. Ở ngay dưới tay không nhìn thấy này. Con này đẹp phết anh em nhé. Tương đối đẹp đấy. Đây bác ơi. 6233 trắng đây nhé. Bác Trần Nhật Quang lấy cây này thì để lại giúp em số điện thoại nhé. Để lại giúp em số điện thoại kèm với này 6233 trắng nhé. Có cái đường link bên em gửi phía dưới anh em bấm vào đó nhá. Khi nào có hàng mới về em sẽ alo anh em nhá. Em sẽ gửi thông báo đến anh em nhá. N96 có nhá bác Toàn Nguyễn nhá. N96 cực kỳ nhiều luôn. Để lại giúp em số điện thoại kèm L96 bác Toàn Nguyễn nhá. Để lại giúp em số điện thoại kèm đời máy nhé. 8910 có mà bác Võ Minh. Bác để lại giúp em số điện thoại nha. 8910 bên em đang bán 2 triệu 3 nhé. 2 triệu 3. Máy pin sạc tặng kèm đốc Nokia mọi người nhé. Bác Toàn Nguyễn để lại giúp em số điện thoại nhé. Để lại giúp em số điện thoại kèm cái tên N96 nhé. Để lại giúp em điện thoại cộng với lại số điện thoại cộng với lại cái tên đời máy. Anh em bấm cái đường link phía dưới nhé. 5100 ở bác Nguyễn Hùng. 5100 thì bên em hết rồi bác ơi. 5100 hết nhé. Có 5210 bác nhé. 5210 cực kỳ nhiều. 5210 cực kỳ nhiều. Anh em nào cần cái mẫu nào thì cứ để lại giúp em số điện thoại kèm cái mẫu đấy nhé. Thì bên em sẽ liên hệ anh em nhé. Mấy hôm nữa em lại về lô mới anh em nhé. Mấy hôm nữa lại có một lô mới. Hiện tại lô này em đang xả nha anh em nhé. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt nhé mọi người nhé. Zalo em 0966432433 nhé. Ok bác Toàn Nguyễn nhé, em sẽ alo bác nhé. C301 có rất nhiều bác nhé. C301 có rất nhiều, cả xác cả với máy dùng bình thường. Bác Minh Phúc để lại giúp em số điện thoại nhá. Để lại giúp em số điện thoại kèm với lại C301 nhá. Anh em để lại giúp em số điện thoại kèm với tên đời máy nhá. Quy Mobile có bác Hải Thương nhá. Quy Mobile có F680. Dòng trượt giống của 8800 nhá. Quy Mobile có nhá. Anh em đi qua chia sẻ giúp em phát nhá. Đi qua chia sẻ giúp em phát. Đa số đều sống nguồn mọi người nhá, đa số đều sống nguồn. Còn rất nhiều các dòng bật nó vẫn lên màn hình mọi người nhá. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt luôn. Lô này em đang xả hàng nhá.
Soli VKF995 bác Minh Phúc. Soli thì em không chuyên bác ơi, em chuyên Nokia. Bác gửi hình qua Zalo cho em nhé. Thì nếu mà có hàng đấy phát thì em để lại cho. Bởi vì cái hàng Nokia à, hàng Soli em ít làm lắm nên là nhiều khi rất nhiều hàng bọn em không không làm, không lấy các cái hàng đấy. Anh em để lại cái số điện thoại kèm với cái tên đời máy nhá. Siemens gì này, nhìn nó lạ lạ, bé tí hơn con này. Ba đầu ngón tay, hai đầu ngón tay, hai đầu ngón tay rưỡi. Ngắn tí bằng mấy đốt ngón tay này. Nokia gập mọi người nhé, dòng này đa số toàn sống nguồn này, có nhiều cây nên màn đẹp nhé, nhiều cây nên màn đẹp, lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt anh em nhé, 8250 mọi người, à 8210 nhé, 60, xa hàng máy đẹp à bác, em xa hàng hàng máy đẹp nhá, xa hàng máy đẹp lát lại qua qua xác anh em nhá, anh nào cần cái dòng gì cứ nhắn tên đời máy cộng với số điện thoại phía dưới nha anh em nhá. Q Mobile Q68. F680 chứ bác, còn cái Q68 thì em này không có rồi. Ủa chết rồi, máy pin yếu rồi. Anh em đợi chút nhá, em lấy cái sạc này, hết mất pin rồi. E72 có bác Trần Sang nhá. Anh em để lại giúp em tên đời máy cộng với số điện thoại nhá. Em đợi em chút nha, em sạc cái pin lên hết pin rồi. Máy gần hết pin mất rồi. E90 nô này không có nha bác Phạm Văn Dinh nhá. N95 mà bác Nguyễn Ngọc Cẩn. N95 có bác nhá. N95 2G 8G có nhá, xác nhá bác nhá. Bác để lại giúp em số điện thoại nhá, kèm cái tên N95 nhá. Mobiado này. Cái này ruột 6610 anh em nhá. Mobiado ruột 6610. Anh em đã nghe cái dòng này thì là nhắn phía dưới giúp em nhá. À, em qua máy anh em nhá. Qua máy nhá, qua máy nhá. Qua máy lát anh em nào cần cái dòng xác gì là cứ cứ để lại giúp em cái số điện thoại kèm cái tên đời máy nhá. Bác bình cho 6230i có bác nhá. Máy xài bình thường ngon nhiều mà bên em đổ buôn được cái dòng này nhiều nhá. Máy cực kỳ đẹp anh em nhá, 6230i này. 6230i này, máy cực kỳ đẹp nhá. Anh em làm lấy sỉ giá cực kỳ tốt nhá. Cực kỳ tốt anh em nhá. Rất nhiều các mẫu bên em về liên tục anh em nhá. 6230i có rất nhiều đấy ạ. Bật nắp nào còn xài ngon không bác? Bác Hoàng Huynh ơi có nhiều bác nhá. Để lại giúp em số điện thoại kèm với cái từ máy bật nắp nhá. Anh em nào cần cái dòng gì cứ để lại giúp em cái số điện thoại kèm với cái từ máy bật nắp hoặc là cái đời máy anh em cần nhá. Các dòng máy mới bên em có rất nhiều anh em nhé. Các dòng máy mới rất nhiều được. Ok bác Hoàng Huynh nhé. L98G. Bác Hoàng Huynh nắp bật số điện thoại rồi ok bác nhé. Ồ pin yếu rồi.
nát, chắc này sắp mất nguồn rồi. Q68, Q68 thì em hết rồi bác ơi. L98 ghi có không anh? L90 thì hiện tại lô này em bán mất rồi. L90 hôm trước có hai xác em bán mất rồi. 6230i, 6230i ruột zin vỏ lên loại 1 bác nhá. Ruột zin vỏ lên loại 1 trùng email anh em nhá. Bác Hữu Lục Phạm. Bác ơi để lại giúp em số điện thoại kèm với tên đời máy nhá. Để lại giúp em điện thoại kèm với tên đời máy. L93 thì lô này bên em mới bán hết rồi. L93 bên em mới bán hết rồi nhá. 6230i này anh em ơi. Hàng này hàng full hàng mới anh em nhá. Hàng full hàng mới. Ruột zin vỏ lên nhá anh em nhá. Ruột zin vỏ lên loại 1 đi ạ. Anh em nó lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt nhá. 6670 lá chiếc lá này mọi người nhá. Máy em đang hết pin rồi, em sẽ vào lại nhá mọi người nhá. Em thoát ra em vào lại nhá. Anh em vào page Tuân Hưng Yên nhá. Vào page Tuân Hưng Yên. Vào cái page Tuân Hưng Yên nhá. Samsung lắp bật bật nắp cổ có nhiều bác Hoàng Huynh nhá. Cái dòng S3600 đi ạ. Bác Thái Lê Quốc hỏi cái dòng máy gì đi ạ? Anh em hỏi cái dòng máy gì để lại giúp em cái số điện thoại kèm với lại cái tên đời máy nhá thì bên em liên hệ lại nó mới dễ đi ạ. Thái Ni Bắc Thái Ni Quốc 6230i. Ô trên dòng máy. Một hai tám không bên em không làm bác ơi, 1280 bên em không làm nhá, bác Huyền Minh nhá, 1280 bên em không làm, bên em làm các cái hàng cổ nữa, hàng cỏ bên em tạm thời là chưa làm nhá. 2300 thì hiện tại hết bác ơi, tầm 7 ngày nữa về một lô nhá, 7 ngày nữa về một lô. Anh em Zalo em số 0966432433 nhá. Hoặc lên trên YouTube gõ chữ Tuân Hưng Yên nhé. Em cập nhật các loại máy liên tục ở bên đó nhé. 0966432433 đó là Zalo. Hoặc là lên YouTube gõ chữ Tuân Hưng Yên đăng ký kênh giúp em phát nhé. Em cập nhật máy liên tục trên đó nhé. 6230i mọi người nha. Anh em lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt nhé. Lấy xỉ số lượng giá cực kỳ tốt đi ạ. Hàng em về liên tục nhé. Hàng em về liên tục các mẫu luôn. Lá lớn mọi người nha, lá lớn 6670. Máy cực kỳ đẹp mọi người nha, phím này, phím cực kỳ đẹp luôn. Phím lạ luôn. C nữa mọi người nha, 6500C. Lô này em còn ít thôi. Trước về nhiều, hiện tại nó còn ít thôi, sắp hết rồi. Anh em nào chốt số lượng thì là Zalo em. Để em về cái lô khác nhá. Rất nhiều anh em nhá, 6500C. Rất nhiều con dòng. Máy cực kỳ đẹp anh em nhá, máy cực kỳ đẹp luôn. 6500C. Anh em bấm một cái đường link phía dưới nhá. Page em có gửi cái đường link đó, anh em bấm vào cái đường link đó. Để lại giúp em số điện thoại kèm với lại cái tên đời máy nhá. Khi nào có những cái hàng gì mới về thì bên em sẽ thông báo anh em ở bên đó nhá. Bên em sẽ gửi đến thông báo các cái dòng điện thoại mới về hoặc là các cái tin tức mới nhất mọi người nhá. Mọi người nha, 3100 máy cực kỳ là đẹp luôn, máy nhỏ gọn nhá mọi người nhá.
Anh em quan tâm đến cái dòng gì thì là để lại giúp em số điện thoại nhá. Để lại giúp em số điện thoại kèm tên đời máy, bên em sẽ alo anh em nhá. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt nhá, anh em nào lấy xỉ số lượng thì là Zalo em nhá. Hàng em về liên tục, giá cực kỳ tốt mọi người nhá. Zalo em 0966432433 nhá. Hoặc lên trên YouTube gõ chữ Tuấn Hưng Yên mọi người nhá. E63 có nhá, bác xoài Diamond. Tên thì nghe lạ quá. Để lại giúp em số điện thoại kèm tên đời máy nhá bác nhá. Lgate có bác ơi, Lgate còn ít thôi. Bác Nguyễn Trung để lại giúp em số điện thoại nhá, số điện thoại kèm Lgate. 6300 có nhá bác Quan Vũ Minh nhá. Bác Nguyên Đức 6500C mà giá bao nhiêu? Bác Zalo em đi, Zalo em số 0966432433 nhá. Em báo giá qua đó cho nó tiện. Anh em thông cảm nha, em không báo giá trực tiếp ở trên đây nhá. 3310 hàng zin bác ơi, 3310 hàng zin không phải hàng hai sim nhá. Hàng zin nhá, hàng zin ôn mọi người nhá. 3310 hàng zin ôn. Hàng zin ôn mọi người nhá, zin ôn máy cực kỳ đẹp, trùng email mọi người nhá. Trùng email mọi người nhá, tem email có ô vuông nhá. Rất nhiều các logo đẹp đấy ạ. Anh em nào lấy số lượng thì giá cực kỳ tốt nhá. 3310 xưa đây bác ơi. Bác Nguyễn Trung để lại giúp em số điện thoại kèm với lại cái tên đời máy nhá. Đây nhá mọi người nhá. Máy em chuẩn bị hết pin, em like bằng cái máy khác anh em nhá. Anh em vào cái page Tuấn Hưng Yên nhá. Vào page Tuấn Hưng Yên, em chuẩn bị em like bằng cái máy khác. Hiện tại máy này đang hết nhá. Ok bác Nguyễn Đức. Anh em cứ để lại số điện thoại kèm với tên đời máy nhá, bên em sẽ báo giá anh em nhá. Lấy từ 5 cây hoặc lấy xỉ số lượng giá cực kỳ tốt nhá. Anh em nào làm xỉ liên tục thì cứ liên hệ em. Hàng em về liên tục mọi người nhá. Sáu một không không ba một không không sáu hai ba không y 6500C6670 anh em nhá, hàng có số lượng nhiều. 6288 xài bình thường anh em nhá, máy T-Mobile, hàng T-Mobile. Rất nhiều các dòng máy xài bình thường anh em nhá. Bên em tổng hợp các loại nhá, cả pin, cả máy sạc, cả máy dùng bình thường. Có cả vỏ E72 cộng với vỏ 6310 anh em nhé. Anh em nào làm số lượng thì là Zalo em nhé. 6280 có bao nhiêu bác nhá? Bác Hoa Hồng Trắng nhé. Bác Thảo Sì Pô để lại giúp em số điện thoại kèm với lại 7610 bên em báo giá nhé. Bác Hoa Hồng Trắng để lại giúp em số điện thoại nhé. Số điện thoại kèm với lại 6280 nhé. Để lại giúp em số điện thoại kèm với tên đời máy nhá, bên em sẽ báo giá nó dễ hơn. 6280 đây bác nhá, 6280 đây. Máy cực kỳ đẹp mọi người nhá. Nó hơi bị bẩn cái chút này, lau nó sẽ sạch. E66 có xác nhá bác nhá. Bác Hoàng Huynh, bác Nguyễn Hiệp, E66, E66 có xác bác ơi. Bác Hoàng Huynh ơi, hiện tại thì nè, hàng nắp bật thì bên em có đấy nhưng mà hiện tại nó là xác nhé. Còn cái dòng máy thì mai bên em sẽ báo bác sau. N73 có nhiều bác Lý Nghiêm nhá. Anh em nào cần cái dòng gì thì nào, nhắn giúp em số điện thoại kèm với tên đời máy nhá. Để lại giúp em số điện thoại kèm tên đời máy thì là bên em sẽ liên hệ nó dễ hơn anh em nhá. Ba ba một không zin số lượng nhiều anh em nhá. Zin ôn trùng email mọi người nhá. Mọi người lấy số lượng thì cứ Zalo em. 0966432433 mọi người nhá.
Ok bác Thành Nguyên, để lại giúp em số điện thoại nhá. 6500 mọi người nha, máy cực kỳ đẹp đấy ạ. Lấy số lượng nhiều giá cực kỳ tốt mọi người nhá. Hàng này em về liên tục nhá. Máy cực kỳ đẹp đấy ạ. Máy này rất là mỏng luôn. Bác Lý Nghiêm ơi, để lại giúp em số điện thoại đi, xác N73 có rất nhiều nhá. Xác lầy bờ L73 sống nguồn lên màn có rất nhiều, máy dùng bình thường cũng có nhá. Bác Lý Nghiêm để lại giúp em số điện thoại nhá. Để lại giúp em số điện thoại kèm với chữ N73. Mai bên em sẽ alo bác nhá. Bác Kiên Trần lên máy 3310 á. 3310 để lại giúp em số điện thoại nhá. Bên em sẽ báo giá qua số điện thoại nhá. Chứ bên em không báo giá trực tiếp hiện tại trên đây đâu bác nhá. Nó còn một số cái vấn đề nên là anh em cứ để lại giúp em số điện thoại nhá. 6500C hiện tại có màu đen với màu nâu cà phê bác nhá. Bác Phong Nguyễn nhá. Màu đen với màu nâu cà phê đẹp mà bác. Màu đen màu nâu cà phê cực kỳ đẹp. Anh em ơi, máy nó hết pin rồi, anh em vào cái page ghi chữ page Tuấn Hưng Yên nhá. Em phát like lại nha mọi người nhá, vào page Tuấn Hưng Yên nhá. Vào cái page mà em vừa phát đấy, hiện tại là cái máy em nó đang hết pin rồi, em phát trực tiếp lại nhá. Anh em bấm vào cái đường link phía dưới bên em gửi mọi người nhá. Bấm vào cái đường link phía dưới ghi giúp em số điện thoại kèm với tên đời máy anh em cần nhá. Lấy từ 5 cây giá cực kỳ tốt mọi người nhá. Ok anh em nhá, em thoát tạm đấy nhá. Máy em hết pin em thoát tạm ra. Em sẽ quay bằng máy khác nhá. Anh em vào bấm cái like ở chỗ Tuấn Hưng Yên mọi người nhá.